Chỉ có mấy cái kẽm gai rỉ sét với mấy cái camera cà tưng, sao mà làm khó ta được. Đúng rồi. Ý trời, hết dây hả? Ý trời, sao lại có xe cấp cứu với cứu hỏa ở đây nữa? Không kịp thời gian nữa rồi, phải trốn thôi, lần sau sẽ quay lại lấy. Ai đó? Ủa, mày bị thương rồi kìa, vào nhà đi để mình sơ cứu cho. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau, đó là tình người mà. Tình người hả? Ủa, sao bạn bị thương ghê quá vậy? Mình bị dấp cục đá nên té. Ủa, cái này là dấu phỏng hả? Lúc té có da vô chỗ người ta đang nấu hủ tiếu nên mới phỏng vậy nè. Hay là chưa đổ nguyên nồi nước sôi cho người á. Mày là Đốm, rất vui được gặp bạn. Mình là Chuột Bạch. Chuột Bạch hả? Tên đẹp ghê á. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi, đi về nguy hiểm lắm. Hay là tối nay mày ngủ ở đây đi. Thôi buồn ngủ quá à. Sáng mai tính. Ta sẽ lấy được khối năng lượng đó. Lấy được khối. Tối qua có kẻ đột nhập hả ba? Ừ, nhưng mà không mất cái gì hết á. Cháu dậy rồi hả? Mấy đứa ăn đỡ bánh mì nha. Mẹ Đốm đi du lịch chưa có về. Tối qua ở phòng nghiên cứu của bác bị đột nhập nên chưa kịp chuẩn bị gì hết đó. Vậy bác có biết thủ phạm định lấy cái gì không bác? Chắc là chúng định lấy lõi năng lượng sinh học bác đang nghiên cứu. Nhưng mà mấy đứa yên tâm đi, bác đem về nhà cho chắc ăn rồi. Trời ơi, bạn làm gì vậy? Không, ăn vào sẽ chết đó. Không, ăn vào sẽ chết đó. Nhả ra đi, đu cái đó không được đâu. Sao mà chết được? Ta vốn là robot sinh học, được chế tạo ra với mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Robot sinh học, tức là nửa người nửa máy hả? Đúng rồi, một nửa của ta là người máy. Viên pha lê đã cho ta đủ năng lượng để phát nổ cả thành phố này rồi. Khoan đã, nếu thành phố này nổ hết, chẳng phải ngươi cũng banh xác luôn hay sao? Đúng rồi, đây chính là đánh bom cảm tử. Ăn pha lê không có no bằng ăn bánh mì đâu. Nửa bên tay trái của hắn là máy, còn nửa bên tay phải vẫn là sinh vật bình thường đó ba. Tối hôm qua Con cứ băng bó cho chân phải của hắn đó. Vậy thì chỉ cần tấn công vô phần bên phải của hắn là được. Ấn tượng lắm. Các ngươi nghĩ chỉ bên trái của ta là mấy chứ gì. Tin buồn là các ngươi đã sai rồi. Giỡn thế đủ rồi. Ta phát nổ đây. Đơm, chạy đi. Thả ta ra. Ta sinh ra chỉ có mục đích duy nhất là phá hủy thành phố này. Không có ai trên đời này có mục đích là đánh bom cảm tử hết. Thức tỉnh đi. Có ta nè. Ta là robot chứ có phải là người đâu. Cái lò phản ứng nổ đã kích hoạt tự hủy trong vòng 10, 9. Đừng hòng. Đơm, con chạy đi đâu vậy? Con sẽ ôm chiếc bom ném ra ngoài. Con không để ba và mọi người chết đâu. Sao bạn lại giúp mình? Mình đâu có quen biết bạn. Thấy người hoạn nạn là phải giúp đỡ nhau. Đó là tình người mà. Tình người hả? Ba, hai, một. Ba. Con có thấy rằng chính tình thương đã cứu cả thành phố hay không? Con, lên cất cặp rồi xuống ăn cơm nha con. Dạ. Đốm, sao con quăng giày dép lung tung vậy con? Một lát con mang lại cũng được mà mẹ. Để đó cho tiện. Đó không phải là chỗ cất giày dép. Con để một lát thôi mà. Mẹ thiệt là khó tính. Chị để đôi giày đó thôi cũng la nữa. Để đó là dễ thấy nhất mà. Với lại tiện nữa. Đốm à, ba vừa tìm được một viên thiên thạch ngoài vũ trụ rất là lạ. Nó có khả năng phát ra lửa không tắt nè con. Cái gì hả ba? Đây nè con. Ồ, quý lắm đó. Sao vậy? Ba dấp phải một cái gì đó làm tiêu đi viên thiên thạch quý giá rồi. Làm con không có được xem gì hết. Dấp cái gì ta? Là đôi giày của con chứ gì. Lần này không phạt con là không được. Thôi mà mẹ. May quá. Chút xíu nữa là bị mẹ phạt rồi. Mẹ ơi, ta giết con đâu không mẹ? Con để sao hỏi mẹ chứ hả Đốm? Con tìm không thấy mẹ ơi. Chắc là con vứt giày dép lung tung nên nó giận con. Nó trốn đi đâu đó rồi. Vậy con mang gì đi học? Thôi con trẻ học rồi. Thôi mẹ con đi học. Đau quá cha mẹ ơi. Cái chân này phải cưa thôi. Ba ơi, con chịu đâu. Chứ để cái chân lại làm gì? Mang giày dép trước lung tung cho đạp gai. Con biết lỗi rồi ba mẹ. Con hứa sẽ không vứt đồ lung tung nữa. Con sẽ để giày dép ngăn nắp lại ạ. Nếu như con biết lỗi thì ba chỉ cần nhổ cây gai ra thôi. Còn nếu không thì ba sẽ cưa cả hai cái chân thúi này của con. Dạ, con biết lỗi rồi. Cái mà buồn bự đó, qua ngủ chung với mình cho đỡ sợ nha. Có gì đâu, mấy khi ba mẹ bạn đi vắng, qua đây ăn ngủ chung cho vui. Bạn ăn khuya, không sợ bụng bự lên hả? Mình tên bụng bự mà, bụng càng bự thì càng dễ thương, có sao đâu. Không biết ai mà gọi điện thoại giờ này ta. Alo, alo, đếm nghe đây. Alo, ta sẽ tới tìm các ngươi. Alo, alo, ai đầu dây vậy? Vụ gì đó? Cướp máy rồi. Mà dặn cho điện thoại ghê lắm. Nói cái gì mà tới tìm tụi mình á. Trời bảo như vậy sao không để sáng mai? Sao mình biết được chứ? Alo, alo, ai đầu dây vậy? Alo, ta sắp tới rồi. Lại là tên đó nữa. Ta sắp tới rồi, các ngươi chuẩn bị đi. Tình hình là có vẻ không ổn rồi. Nhưng mà vụ gì? Vụ gì? Có gì đâu mà sợ không biết. Alo. Giọng này không phải, đưa máy cho đứa kia. Alo, alo. À, đúng giọng này rồi. Ta đang ở ngã năm chuồng chó. Đường nào mới tới được nhà các ngươi? Ta biết nè, ngã năm chuồng chó, đường gần nhất bên trái. Quẹo vô, đi tiếp tục thấy ba cái ngã tư. Quẹo trái liên tục 4 lần. 4 lần quẹo trái. Không phải là đi thành vuông hả? Bây là chỗ cũ rồi. À? Alo, alo. Bây giờ thì hắn khỏi gọi nữa. Là hắn đó. Đừng bắt máy nữa. Hắn hết gọi rồi. Là hắn thôi đó. Phải làm sao bây giờ? Hay bạn mở cửa đi, xem hắn ta muốn gì. Có nên mở cửa không hả bông bự? Đúng không mở thì làm sao biết hắn ta muốn gì chứ. Vậy mình ra mở cửa nha. Ủa, là ba và mẹ hả? Con mừng quá. Có chuyện gì vậy hả Đấng? Hồi nãy có người lạ mặt gọi điện, nói sẽ đến đây, nên con và Đốm rất sợ. Phải ngồi đây để hắn đến coi hắn muốn gì. Trời đất, rủi hắn tới đây để bắt cóc hai đứa hay là trộm cắp thì sao đây? Nếu sau này có người lạ gọi điện hay đến nhà, con không được mở cửa cho họ. Con phải báo cho ba mẹ biết. Nếu ba mẹ không có ở nhà thì con phải gọi điện báo, nghe chưa? Có vậy mà nghĩ cũng không ra. Sao mình lại ngốc vậy ta? Nóng quá. Mùa hè thật là nóng nực mà. Yeah, mát quá đi. Ước gì mình chỉ ở được một nơi đầy băng tuyết mát mẻ thì hay biết mấy. Ngủ quá. Thôi, một lát mẹ về là mẹ đóng cũng được mà. Thật là hư mà. Yeah, thích quá đi, mát quá. Yeah, thích quá đi. Lâu rồi mình không gặp em Cánh Cụt. Hay là mình đi thăm em ấy đi. Ừ, được đó. Nhưng chờ mình một chút. Bụng bự làm gì vậy? Mình đem về làm cà rem. Vậy là mình cũng phải đem về làm siro đó bào thôi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều tuyết về để làm ngôi nhà bằng tuyết. Lạnh quá, lạnh quá. Đúng làm sao vậy? Mình lạnh quá các bạn, lạnh quá, lạnh. Đốm mặc áo mỏng quá nên bị lạnh phải rồi. Lạnh quá, lạnh quá mẹ, lạnh quá mẹ ơi. Ôi sao mà nhà mình lại lạnh như vậy? Ôi sao mà mọi thứ lại đóng băng hết rồi? Lạnh quá. Đốm, Đốm, dậy đi con. Lạnh quá mẹ, lạnh quá mẹ ơi. Mẹ cũng không biết nữa, mà giờ đâu còn mùa đông đâu. Hả? Không lẽ nhà mình di chuyển đến đại dương băng rồi hả? Con nói cái gì vậy Đốm? Ủa? Không phải đại dương băng, sao lại lạnh như vậy? Tiếc, tôi đã bị ép hoạt động hết công suất. Tiếc. Như thế này là sao hả Đốm? Dạ, con lúc nãy cửa tủ lạnh bị mở ra mà con buồn ngủ quá rồi con ngủ. Con nghĩ mẹ về thì sẽ... Con có biết là chỉ vì con lười biếng mà cái tủ lạnh đã bị hư hay không? Nếu như con chịu bước lại đóng cánh cửa tủ lạnh đàng hoàng thì đã không như thế. Con xin lỗi mẹ. Kể từ nay sẽ không còn kem cho con ăn, cũng không có siro đá bào. Chỉ lời một chút thôi mà hết được ăn kem, hết được ăn siro đá bào luôn rồi. Chưa hết đâu con. Cũng tại vì mình lười quá mà ra đâu nổi vậy nè. Cho con chừa cái tật lười biếng nghe chưa. Trên cành cây chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc Đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi. Chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền. Các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ. Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng. Nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt. Thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà. Hai bạn giúp mình hái nữa nha. Nhưng mà người ta để biển cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó. Hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm. Các bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn. Nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy. Nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan. Bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chị giúp hai cháu một bông hoa thôi, là lỗi tại cháu. Bác tha cho Đốm đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi. Như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Hôm nay bạn đi đâu mà mang xe ra đây vậy Đức? Mình mới được ba sửa chiếc xe lại. Chạy rất nhanh đó nha. Chúng ta có thể đến bất kỳ hành tinh nào trong vũ trụ, chỉ có một tí tẹo thời gian thôi. Wow, hay như vậy, cho mình thử với. Thôi, mình không đi đâu. Lần nào ra vũ trụ cũng nguy hiểm hết. Đốm lái xe ghê quá. Lần này thì các bạn yên tâm đi, mình đã có bằng lái xe chính hiệu. Đây là bằng lái xe đồ đạp mà. Đúng rồi đó. Trời ơi, hai bạn quan tâm là cái gì? Xe nào mà chẳng giống nhau. Ha, Đốm nói cũng có lý. Bây giờ hai bạn có đi không? Nhát gan thì ở nhà, mình đi du lịch vũ trụ đây. Ê, tôi đi với. Mình cũng thử đi cho biết như thế nào. Xuất phát. Thiệt là mát làm sao. Bạn lái xe chuyên nghiệp hơn rồi đó Đốm. Dĩ nhiên rồi, mình là Đốm hả? Vũ trụ thật là đẹp, nhiều sao quá à. Hai bạn nhớ chặt nha, mình sẽ tăng tốc đây. Đốm, chậm thôi, nếu không thì sẽ không tránh kịp đâu. Yên tâm đi, mình là tay lái cười phách mà. Thông báo từ trung tâm vũ trụ, có một sao chổi chuẩn bị đi ngang qua, đề nghị tất cả thiết bị dừng lại đúng quy định. Dừng lại kìa Đốm. Dừng cho sao chổi qua đi. Có thấy sao chổi tới đâu, mình chạy qua đi, đợi biết khi nào. Cái gì mà to vậy? Ôi sao nó nằm vậy? Tránh đi Đốm, không đến kịp rồi. Tay to có sao không? Mình không sao. Ủa con Đốm đâu rồi? Mình đây nè. Tại Đốm không đó. Lái xe vượt đèn đỏ làm gì? Giờ sao chúng ta về nhà đây? Ủa, ba đứa đang làm gì ở đây vậy? Tập bơi trong vũ trụ hả? Ba ơi, cứu chúng con. Bác ơi, Đốm chạy xe vượt đèn đỏ nên bị sao chổi quẹt chúng. Cũng may là tụi con không sao. Con hư lắm. Con có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Dạ, tại con thấy sao chổi đi ngang qua. Con đã nói bạn ấy rồi mà bạn ấy không chịu nghe. Tai to và bụng bự vô tội, cho nên bác sẽ đưa tai to và bụng bự về trước. Còn con, ba phải phạt thật nặng để nhớ tội này. Sau này không được tái phạm nữa. Con biết lỗi mà. Bác chỉ phạt bạn ấy một chút cho nhớ đời thôi. Đưa hai con về, bác sẽ quay lại rước Đốm sau. Tụi con phải nhớ là ra đường là phải đi đúng tín hiệu đèn, nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Con biết lỗi. Làm nãy giờ mình nín thở để chờ. Ủa? Không được hả ta? Hồi nãy mình nhớ rõ ràng là con nhện cắn mình rồi mà. Đúng là dấu nhện cắn rồi. Nhưng sao bạn ấy chưa thành người nhện nữa? Ê! Bạn làm gì vậy? Chắc là con nhện này không được. Thôi cho con khác cắn thử đi. Châu chấu cắn được không? Người châu chấu cũng hay lắm á. Nhưng mà mình thích bắn tơi và leo tường hơn. Châu chấu có cái đùi bự, biết nhảy cao, biết bay nữa. Cũng ngầu lắm chứ bộ. Cũng được á. Bạn có chắc là kế hoạch này thành công không vậy? Chắc mà, thầy cô đã đến rồi. Sao rồi Đốm? Có thành người chú cháu chưa? Để mình thử coi. Lẹ hấp, suy nghĩ cao. Ui da, đau quá. Có vẻ như không thành công rồi. Thua kêu này, tao bày kêu khác. Đi thôi Đốm. Nhưng mà đi đâu? Tới tổ ong. Người ong còn ngầu hơn người nhện với người chú cháu nữa. Bạn nói thiệt hả bụng bự? Bạn có nhớ người nhện nói gì không? Sức mạnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn. Mình bắt đầu thấy cái gì đó sai sai ạ. Tại sao mình phải tin khi một bự linh kế hoạch chứ? Đời thực không phải là phim ảnh, nên nếu như con muốn có sức mạnh thì con phải tự rèn luyện để có nó. Không có gì tự nhiên mà có đâu. Dạ, con biết rồi. Tụi con biết là không nên tin bụng bự số 7 nữa.